Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2019. Hiện tại thì tại vì là em Thảo hàng về hơi muộn nên là em mới quay hàng muộn, và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087. Hiện tại gia đình em đang về quế trắng, đó, quế xếp nhá, quế xếp. Hàng đang có nụ này, có cây đang có nụ rất là nhiều. Đó, em bán 1 cân là 600.000, 1 cân quế xếp. Và em và tất cả những cái hàng quế xếp này thì gia đình em sẽ không cắt rễ, bởi vì là khi mà cắt rễ cả nhà trồng nó sẽ bị nó sẽ bị héo lá này. Thứ hai nữa đó chính là những cái này chúng ta để cho nó mọc kỳ nữa. Nó sẽ mọc lên những cái cây con, ví dụ như thế này chẳng hạn đây này. Đó, ví dụ như những cây như này. Này, nó lại mọc ra như này này. Đó. Em bán là 600.000 một cây, 1 cân ạ. Và cái hàng này thì không có hàng nhiều đâu ạ. Em đặt rất là lâu rồi mới có. Và số lượng em có khoảng tầm 20 cân, nhưng mà hiện tại em thì còn có khoảng tầm 10 cân thôi, bởi vì là em đã có khách đặt trước rồi. Nên là anh chị em nào mà yêu thích thì có thể là đặt với em. Này, có cây, có rất nhiều cây đang có nụ này. Quế trắng nhá cả nhà nhá. Quế trắng tháng 8 nè. Đó, toàn quế xếp ạ. Quế xếp đến 95% đấy ạ. Và em có một vài hình, em sẽ làm hàng hình cho cả nhà nhé. Những cái hàng dề đấy ạ. Đó, số 1 này em bán 300.000 này. Đó. Số 1 này gồm có một cây mẹ và một cây con, là cũng đang có nụ này. Đó. Đây ạ. Để xếp là xinh. Số 1 em bán 300.000 này. Số 2 này em bán 1 triệu cho anh chị em nào mà yêu thích nhá. Đây là quế xếp hàng lá rụt này. Đó. Đây ạ. Hàng cũng đang có nụ nhá cả nhà nhá. Đây, hàng đang có nụ này. Đó, và đây gồm có bao nhiêu ngọn ta? Gồm có rất nhiều ngọn này, một ngọn to, một ngọn to này này, sau có những cái ngọn bé này này. Đó. Và bên này cũng là một cái ngọn rất là to nữa. Đây cũng đang có nụ này. Đó, đây. Đó, cái dề này em bán 1 triệu cho anh chị em nào yêu thích nhá. Bản lá của nó dày cứng này. Đó, cây lá xếp rụt này. Lá quế này rất là đẹp luôn. Số 2 em bán 1 triệu cho anh chị em nào mà yêu thích. Đó, em quay như thế là rất là rõ rồi đúng không ạ? Đây ạ, đây là số 3 này. Số 3 này em bán 350 này. Đây cũng có một mẹ của nó hơi bị ấy một chút nhưng mà không sao. Đây này. Đó. Một mẹ và hai con ở dưới em bán 350 này. Đó. Tiếp theo số 4 này, số 5 này em bán 500.000 này. 500.000 thì gồm có là một mẹ và hai con rất là lớn rồi. Đó, hầu như là nhiều cây đang rất nhiều cây đang có nụ. Xem này, cái này có nụ chưa đã. Chắc là đang sắp có nụ đấy ạ, đang sừng bắt nụ rồi. Đó. Em bán 400.000. Năm còn đây là số 4 em bán 300.000 này. Số 4 này là một ngọn này, cũng đang có nụ này. Nhưng mà nụ còn bị gãy rồi, nhưng mà còn được nụ bên này. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luôn ạ. Đó, 9 cặp và một con này. Và tiếp theo là giáng hương đuôi chồn, hàng rất là thanh niên của gia đình em Thảo, em bán với giá là 250.000 một cân. Giá hương đuôi chồn hoa màu tím trắng rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Và bên trong này đây chính là hoa kiều vuông hoa trắng đúng không ạ? Kiều vuông hoa trắng hậu vàng. Kiều vuông lùn nhá cả nhà nhá. Em bán với giá là 280.000 một cân ạ. Kiều vuông lùn nhá, 280.000 một cân. Hàng em không có nhiều đoạn, lâu lâu em mới có được một lô thôi. Lụa vàng này, lụa vàng em bán 250.000 một cân, hoàng thảo lụa vàng này. Đó, mặt bông rất là đẹp. Lụa vàng này em bán 250.000. Và hạc vĩ bắc này em bán là 300.000 một cân. Số lượng em có khoảng tầm 2 cân nữa thôi. Hạc vĩ bắc nhá. Và bên này là sơn thủy tiên này. Sơn thủy tiên em bán 250.000 một cân ạ. 250.000 một cân nhá. Sơn thủy tiên. Hoàng thảo lông trắng em bán 450.000 một cân, hàng sưu tầm. Hoàng thảo lông trắng là một trong những cái dòng hoa nằm trong top 10 loại hoa lan quý đúng không ạ? Đó, cả nhà có thể xem ạ, bởi vì đây là hàng sưu tầm thôi, em cũng không có nhiều nên là em cho trong cái hộp bé bé như này này. Đó, em bán một lạng là
45.000. Chúng ta có thể mua từ 2 lạng trở lên, 3 lạng nhé. Và hóa đơn trên 150 thì em sẽ đóng hàng cho cả nhà. Và tiền cước thì do người mua chịu nhé. Không... Và tiếp theo đây là kiều cánh tua của gia đình em. Em bán là 200.000 một cân kiều cánh tua. Thanh đạm sữa em bán thanh lý giá là 100.000 một cân thanh đạm sữa này. Thanh đạm sữa là 100.000 một cân thanh lý. Ở bên này là một phần tóc tiên, em bán 50.000 một phần tóc tiên này. 50.000 nhá. Và đây là kiều, đây là hoàng long vĩ này, hoàng long vĩ này em thanh lý với giá là 140.000 một cân nhá. Hoàng long vĩ được rất nhiều cô chú anh chị hỏi đúng không ạ? Và đây, đây chính là một ít kiều vàng của gia đình em Thảo này, em thanh lý cả lô kiều vàng này là 150. Kiều vàng nhá. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là hoàng thảo u lồi hay gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Em bán với giá là ngày hôm nay giá rất mềm luôn ạ, 280.000 một cân thôi. 280.000 một cân thôi nhá. Và đây là hoàng thảo đùi gà tròn. Đó. Hoàng thảo đùi gà tròn ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 230.000 một cân ạ. Đây là hàng của Tây Bắc, hoa của nó màu hồng cẩm. Đó. Em bán với giá là 230.000 một cân thôi ạ. Hàng của Tây Bắc, hàng thân rất là đẹp với cả nhà đang nhìn này. Đó, chỉ có 230.000 một cân thôi ạ. Và đây là em bán này, một ít phần sơn thủy tiên hàng thanh lý này, cả lô này em bán 50.000. Đây nữa này, vẫy rồng này em bán lô này là 50.000 nữa. Và vì ngày hôm nay gia đình em có toàn những cái hàng xịn được gọi là quế trắng này, rồi là hoàng thảo lông trắng, rồi lại kiều vương này, sơn thủy tiên, đùi gà, u lồi, toàn là những cái mặt hàng gia đình em bán rất là chạy. Nếu mà anh chị em nào mà gọi điện cho em Thảo mà không được thì có thể là nhắn tin cho em Thảo theo hai số điện thoại là 0848 626 228 này, hoặc là 0965 495 087, là hai số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị có thể kết nối. Và đặc biệt là em cũng có live stream về những cái hàng cây ạ, em hay bán ạ, thì anh chị em có thể là lên kết bạn Zalo hoặc là Facebook với em Thảo để xem em live stream trực tiếp nhé. Và ngày hôm nay có hàng rất là xịn là quế trắng đúng không ạ? Đó. Và ở cái video thứ, tại vì về hàng về muộn quá nên là em sẽ làm một cái video ở đằng sau có cả có cả hàng, những cái hàng cây giống cũng như là những cái hàng những hàng cây giống con và phân thuốc của gia đình em sau nhé. Đây ạ, rất rất nhiều luôn đấy ạ. Đó, còn ở đằng sau bếp và những cái hàng thuần này, đó, những hàng thuần hạc vĩ của gia đình em nữa này, đó, thì em sẽ làm cái video ở phía sau nhá, vì hàng về muộn quá nên là em quay và em giới thiệu cả nhà luôn. Và cô chú anh chị đang xem video của em Thảo mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh, hoặc nhấn đăng ký kênh bằng cách là ấn vào chữ đăng ký rồi hiện lên cái chuông thông báo cả nhà. Ấn vào cái chuông thông báo nữa là sẽ nhận được video của em Thảo ạ. Và đây là những cái rau hạc vĩ của gia đình em Thảo, hàng lá mít em bán dao động từ 500 cho đến 600.000 một rau. Đây ạ, rất là xinh đúng không ạ? Đó.